Công ty OneSin xin kính chào quý khách. Sau đây là motor hình giảm tốc chân đế. Và đây là giảm tốc mặt bít. Sau đây là thông số của giảm tốc. Chiều dài trục ký hiệu là P. Chiều dài rắn ca vét ký hiệu là Q. Chiều rộng tâm bố chân đế dọc trục ký hiệu là D. Ngang trục ký hiệu là E. Và đây là đầu giảm tốc khi chưa gắn motor vào.